Mình có điên rồi không? Điên thiệt rồi. Sao lúc đó mình lại nhắm mắt lại vậy chứ? Hôn rồi có thích không hả? Không phải mình muốn nên mới hôn. Mình cũng muốn hôn. Hôn mình đi mà. Giật cả mình. Cậu ấy sao vậy chứ? Làm sao đây? Ôi trời, đồ ngu ngốc. Cái đồ ngu kia. Cứ nằm. Thôi thì cứ nằm ở đó luôn đi ha. Cuối năm sẽ có nhiều lái xe say rượu. Nhóm 2 và nhóm 3 giúp đỡ nhóm 1. Từ hôm nay tự làm chủ đề của mình. Tôi hy vọng là mọi người báo cáo chuẩn xác liên quan đến các vụ say rượu lái xe. Nè, cái này kiểm tra lại đi. Từ bây giờ sẽ phải chiến đấu cùng với bia rượu. Phóng viên Song trình bày lại tất cả những gì tôi vừa nói. Đôi môi thật là ngọt ngào. Cái gì ngọt ngào chứ? Trời, không tập trung gì hết. Nè, đang cô nói thiệt gì luôn vậy? Nghĩa là chúng ta sẽ không liên quan nữa. Là ý đó hả? Làm sao bây giờ đây? Làm sao đây? Tôi cảm thấy phải thay đổi hướng điều tra của vụ án này. Đống đồ này không tự nhiên mà bị dứt bỏ như vậy đâu. Đây là bằng chứng bạo lực. Phải tìm cho ra bằng chứng chắc chắn để xác nhận giả định đó mà thôi. Có vẻ như cô ấy muốn chia tay với bạn trai. À, mỗi khi phụ nữ quyết định chia tay với bạn trai thì họ thường dọn dẹp hết những món đồ người ta tặng đó mà. Sao cô lại biết rõ chuyện đó vậy hả? Chắc là cô thường dọn dẹp đống đồ giống như thế này lắm đúng không? Không cần dọn dẹp cũng biết được mấy chuyện này mà. Thật không có trí tưởng tượng gì hết. Chào mọi người. Ê, hồi quá đi. Đây là cái gì? Tên nào to gan dám mang rác của mình tới vứt ở sở cảnh sát của chúng ta như vậy chứ? Tên to gan đó nè. Cảnh sát cha mang chúng về đó. Chúng từ hiện trường vụ trộm ở đây đi. Tại sao? Tên trộm đó vứt đống rác nghèo đó hả? Anh ở yên đó đi. Lấy hết ảnh nạn nhân từ bệnh viện về chưa vậy? Dạ, cả bản sao ảnh bạn trai luôn. Nếu tôi tới sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện. Nhờ anh cảnh sát nhất định phải bắt cho được tên khốn đó. Hắn ta cao hơn tôi nhiều và thân hình cũng giảm dở hơn. Xin lỗi anh nha, lúc đó tôi lo đánh nên không để ý. Tôi còn không bảo vệ được người yêu của mình. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Ê, không phải đâu, đừng nghĩ vậy. Anh chính là người đã cứu mạng cô ấy mà. Hôm qua làm việc tới tối muộn. Mệt đúng không? Tôi không sao hết. Ê trời, mấy giờ rồi? Đến giờ họ chẩn rồi. Xin lỗi. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi tin đâu mà. Tôi không có tin đâu. Anh thích tôi hả? Sợ chết đi được mà. Ôi, đúng là hết hồn. Linh hồn gì mà cứ buồn thiêu vậy chứ. Nhưng mà sao cô ấy không chịu về lại cơ thể cũ đi chứ? Thiệt tình. Làm sợ muốn chết. Không lẽ cô ấy cũng quan uổng với mình? Ôi ơi, sợ quá. Xin lỗi anh nha, vụ trộm sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vì bằng chứng từ các vụ giết người vẫn còn quá nhiều. Nhờ năng lực của mấy người thôi. Ô, xin chào. Phóng viên Song. Là tối hả? Dạ, cảnh sát cha không có ở đây sao? Rồi, cô làm tôi buồn lắm đó. Cô chỉ tìm anh ta thôi.
Tôi không biết anh ta lôi một đống rác này ở đâu về đây, không biết đi đâu rồi nữa. Để không làm phiền mọi người, tôi ra đó ngồi nha. Thôi ngồi đi, ngồi đi. Cảm ơn anh. Tôi coi qua cái này có được không? Cô cứ coi đi ha. Cảm ơn anh nha. Xong rồi. Nghĩ cái gì vậy chứ? Trời ơi, bận chết đi được mà cứ gọi tới gọi lui hoài. Ôi trời ơi, chủ quán ba mà bận cái gì? Nghe nói lần trước á, anh bị bắt vì pha rượu lậu hả? Anh ngậm miệng của anh lại ngay cho tôi đi. Ngậm miệng lại và nghe tôi nói đi. Có một cô gái hiện giờ đang bị bất tỉnh sau khi bị ăn trộm hành hung. Coi mấy hình này, sau đó thì các anh cố gắng tìm manh mối của vụ này cho tôi đi ha. Trời đất ơi, hồi, dắt kiệt sức lao động. Hơi, nghe lời của mấy lần mà tưởng tay sai. Cái gì vậy? Đi. Cái này cái gì? Sao? Kỳ lạ quá vậy. Sao gì? Anh nói đây là vết thương đánh nhau với ăn trộm á hả? Tôi nghĩ là chúng ta phải tái hiện lại hiện trường thì mới biết chắc được á nha. Dùng nó đâm tôi. Ôi trời ơi, anh chuẩn bị đi, coi chừng tôi đâm thiệt bây giờ á. Nè. Đâu phải dùng vậy chứ. Chà đúng thật. Cậu, tôi hả? Bị dao đâm thì chúng ta tái hiện kiểu gì? Ê mà khoan 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 đã, anh sao vậy? Tôi là dân, anh là trộm, cầm đi. Tôi là dân dũng cảm, anh là trộm lưu manh. Ok, anh là trộm dũng cảm, tôi là dân lưu manh được chưa? Tất nhiên rồi. Trộm cầm dao, sau đó thì đâm thường dân. Đâm đi. Đứng yên. Hai người đứng yên. Thấy chưa? Sao? Kỳ lạ thiệt, rất là kỳ lạ. Tôi cảm thấy tình huống hoàn toàn không phù hợp với vết thương. Tôi nghĩ tên trộm dùng sức để đâm quấy rồi thoát thân. Nhưng mà vết thương rất kỳ lạ, do dự nên mới như vậy. Hả? Do dự? Cái tên thường dân này. Ôi trời, sao đây? Anh bị lộ rồi. Đóng kịch hay ghê ha. Suýt lừa được tôi mà. Vậy là cái này á là thỏa thuận có đúng không? Bởi vậy ngay từ đầu tôi đã có linh cảm không tốt về chuyện này rồi. Phóng viên xong, nói tôi tìm thấy đi. Cảnh sát Bắc đã sắp xếp mấy mảnh giấy này lại với nhau, và tôi chỉ giúp chút xíu mà thôi. Ôi, muôn trớt cũng mắc ra ngoài. Nếu anh còn đánh em một lần nữa, lúc đó anh sẽ chia tay với em như điều em muốn. Rõ ràng nó là thỏa thuận, không bao giờ đánh quấy nữa mà. Nhưng mà người viết thỏa thuận là Han Gong Chen. Đây là tên của bạn trai nạn nhân ở vụ trộm phường đây đi mà. Hả?
Nè phóng viên Song, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Anh đi đâu rồi? Sở cảnh sát trung ương Seoul. Tôi vừa mới tìm thấy bằng chứng chứng minh là bạn trai nạn nhân nói dối. Còn tôi thì vừa mới tìm được lý do vì sao nạn nhân muốn chia tay với bạn trai thật rồi. Vụ lần này được giải quyết dễ dàng hơn là tôi nghĩ. Nhờ cô đó. Chúng ta là một cặp hoàn hảo, có đúng không? Phải tôi thiệt mà. Sao tôi phải làm vậy? Sao tôi lại ra tay với Mina chứ? Thành thật đi. Thông thường khi mà anh tự mình làm bị thương, vết thương sẽ khác bị đâm vì anh do dự. Còn đây là anh tự đâm có đúng không? Anh hành hung bạn gái và giả vờ là có trộm đột nhập. Đúng vậy không? Không phải đâu. Bằng chứng nào nói tôi đánh cô ấy chứ? Thỏa thuận anh viết. Nhìn thẳng vào mắt của tôi. Người đàn ông tệ nhất trên thế giới là người đàn ông hành hung phụ nữ. Anh có biết người đàn ông nào còn tệ hơn như vậy không hả? Đó là kẻ dùng bạo lực, nhưng lại gọi đó chính là tình yêu. Tôi muốn gọi luật sư.